khách hàng bị sai tiền điện gần 90 triệu đồng, tạm đình chỉ trưởng phòng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Công ty Điện lực Quảng Ninh, chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc vừa thông tin việc hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2020 của gia đình bà Đào Thị Gái tăng đột biến. Cụ thể, chiều ngày 21 tháng 6, Điện lực Vân Đồn nhận được kiến nghị của bà Đào Thị Gái, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn về sản lượng điện tiêu thụ tháng 6 năm 2020 tăng cao đột biến với số tiền lên tới 89.350.496 đồng qua hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Điện lực Vân Đồn đã cử đoàn công tác đến phối hợp với gia đình bà Đào Thị Gái để tiến hành kiểm tra đồng hồ, đo đếm điện năng bằng check meter, kết quả công tơ hoạt động bình thường. Tại thời điểm kiểm tra, chỉ số trên mặt công tơ là 1.893 kWh, chỉ số cuối kỳ tháng 5 năm 2020 là 1.649 kWh. Sản lượng thực tế tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2020 là 244 kWh, sản lượng của 38 ngày. Kỳ hóa đơn tháng 6 năm 2020 từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến 15 tháng 6 năm 2020 là 31 ngày. Tính theo phương pháp nội suy thì sản lượng thực tế sử dụng của gia đình bà Đào Thị Gái trong tháng 6 năm 2020 là 200 kWh. Qua kiểm tra ra soát, Công ty Điện lực Quảng Ninh khẳng định đây là sai sót của Điện lực Vân Đồn trong quá trình kinh doanh ra hóa đơn việc chốt chỉ số công tơ điện tử bằng thiết bị cầm tay HHU. Cụ thể, công tơ đo đếm điện năng của gia đình bà Gái là công tơ điện tử đo xa, chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU. Do thời tiết ngày 15 tháng 6 năm 2020 có mưa rông, tín hiệu không đảm bảo khiến cho việc cập nhật chỉ số và sản lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng không chính xác. Định nguyên nhân sai sót, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết phía Điện lực Vân Đồn và gia đình bà Đào Thị Gái đã thống nhất sản lượng điện năng tiêu thụ tháng 6 năm 2020 là 200 kWh với số tiền điện là 368.335 đồng. Điện lực Vân Đồn đã thực hiện hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới để khách hàng thanh toán tiền điện đúng với sản lượng điện năng tiêu thụ đã sử dụng trong tháng 6 năm 2020. Trước sự việc đáng tiếc trên, Điện lực Vân Đồn cho biết đã xin lỗi khách hàng và mong gia đình bà Đào Thị Gái thông cảm cho sự sai sót này. Đồng thời, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo Điện lực Vân Đồn kiểm điểm nghiêm khắc tập thể và các cá nhân có liên quan. Trước mắt, yêu cầu tạm thời đình chỉ trưởng phòng kinh doanh Điện lực Vân Đồn và yêu cầu các điện lực địa phương tăng cường kiểm tra, ra soát lại công tác ghi chỉ số công tơ để phát hiện kịp thời những công tơ có sản lượng điện tăng bất thường, tránh không xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, trước vụ việc nhầm lẫn hy hữu xảy ra tại Quảng Ninh nêu trên, một khách hàng tại Quảng Bình cũng gặp trường hợp tương tự. Cụ thể, một khách hàng tên TVD, đồng hới Quảng Bình cũng đã nhận hóa đơn thông báo đóng tiền điện lên tới hơn 58 triệu đồng tại kỳ thanh toán vừa qua. Con số này cao gấp cả 100 lần so với mức 500.000 đồng gia đình anh TVD chi trả những tháng trước. Trao đổi với Dân Trí, lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình xác nhận có sự sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ tháng vừa rồi đối với trường hợp anh TVD. Theo vị này, việc sai sót xảy ra trong quá trình thay thế công tơ gây nên sai chỉ số công tơ. Thực tế trong kỳ tính đơn tháng 6 vừa qua, mức tiêu thụ điện của anh TVD ở mức 274 kWh. Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên tăng thành 18.274 kWh. Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!